cùng là tu luyện Cửu Dương Thần Công, vì sao Trương Tam Phong càng già càng tinh thuần mà Quách Tường chỉ sống được 60 tuổi? Trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cục diện, như Cửu Âm Chân Kinh thất truyền, từng để cho vô số người đuổi theo như thiêu thân, hay như Cửu Dương Thần Công, được lưu truyền ra từ Thiếu Lâm mang nhiều sắc thái thần bí. Hai loại công pháp này chính là chủ tuyến chính tạo nên cốt truyện của Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Phần cuối truyện Thần Điêu, Giác Viễn Đại Sư xuất hiện rất kinh diễm, để cho đám người Dương Quá, Chu Bá Thông lần đầu tiên nghe nói đến đại danh của Cửu Dương Thần Công được giấu trong cuốn Lăng Già Kinh. Thiếu Lâm tự từ xa xưa đều không thiếu những bậc kỳ tài vô sự tự thông như Tảo Địa Tăng, Giác Viễn. Đây đều là những nhân vật mang tính hình tượng. Giác Viễn phụ trách trông coi tàng kinh các, trong quá trình nghiên tập Phật Kinh đã phát hiện ở trong Lăng Già Kinh có một bộ kinh thư khác được xưng là Cửu Dương Chân Kinh. Giác Viễn lĩnh ngộ Cửu Dương Thần Công mấy chục năm qua, chuyên tập không ngừng, bách bệnh không sinh. Sau đó lại dạy một chút cho tiểu đồ đệ Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo lúc đi theo Giác Viễn lúc đó là vào khoảng 12-13 tuổi, đã bất ngờ gặp Đức Quách Tương, lúc đó vừa qua sinh nhật 16 tuổi. Vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp mỹ mạo này cùng với Trương Quân Bảo cũng xem như đồng lứa. Sư đồ Trương Quân Bảo lấy Cửu Dương Thần Công làm căn cơ, thành công đả bại Hà Túc Đạo, đến Thiếu Lâm khiêu chiến. Quân Bảo lại bởi vì tự mình học võ mà phạm vào môn quy của Thiếu Lâm. Giác Viễn vì muốn bảo vệ Trương Quân Bảo liền sách theo cả đệ tử này lẫn Quách Tường thoát khỏi Thiếu Lâm. Do dùng sức quá độ cộng thêm tuổi già, Giác Viễn nội lực hao hết trước khi viên tịch, trong lúc vô thức đã tụng niệm lại kinh văn có chứa công quyết của Cửu Dương Thần Công. Chỉ trong lúc vô tình như vậy đã thành toàn cho cả ba môn phái. Năm đó nghe được Giác Viễn thiền sư truyền thụ Cửu Dương Thần Công, tổng cộng có 3 vị, một vị là Trương Tam Phong, hai là phái Thiếu Lâm Vô Sắc Thiền Sư. Một người cuối cùng đó chính là Quách Tường, Quách Nữ Hiệp, người đã sáng lập ra phái Nga Mi. Từ đó về sau, Cửu Dương Thần Công đã chia ra 3 phái là Thiếu Lâm, Võ Đàng, Nga Mi. Bởi vì người tu luyện có căn cơ, thiên phú và ngộ tính khác biệt. Có thể nói đó là Thiếu Lâm là cao, Võ Đàng là bác, còn Nga Mi là thân. 3 phái võ công ai cũng có sở trường riêng, nhưng cũng có thể nói đều có sở đoản. Theo lý mà nói, nội công tu vi càng thâm hậu thì tuổi thọ lại càng lâu. Nhưng Trương Tam Phong cùng Quách Tường cả hai đều cùng tu luyện Cửu Dương Thần Công, thì vì sao một người càng sống càng tinh thuần, còn một người lại sớm phải qua đời? Nguyên nhân đầu tiên là do quá trình tuổi trẻ Quách Tường đã phải hao tốn quá nhiều sinh lực. Theo quá trình Dương Quá quy ẩn, Hoàng Dược Sư già đi, Tương Dương Thành bị phá, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dùng Tuẫn Thành, Quách Phá Lỗ chiến tử, Gia Luật Tề cùng Quách Phủ mất tích, Quách Tường khi hành tẩu giang hồ liền đã không còn được thuận lợi như xưa. Thiết Kỵ Mộng Nguyên sẽ đối với Võ Lâm Trung Nguyên tiến hành truy sát, đặc biệt là Quách Tường. Thân là nữ nhi của Quách Tĩnh, tuyệt đối chính là đứng mũi chịu sào. Ở trong đó không thiếu những nhân sĩ võ công cao cường đầu nhập vào thế lực Mộng Nguyên, bắt được nhi nữ của Quách Tĩnh chính là đại công. Bởi vậy Quách Tường đương nhiên sẽ phải kiệt lực mà trốn chạy. Trừ điều này ra, người giang hồ đối với Ỷ Thiên kiếm của Quách Tường luôn là thèm khát, nên việc truy tung đoạt bảo là thường xuyên xảy ra. Bình khí tốt và bí tịch võ công luôn là thứ mà nhân sĩ võ lâm coi như mạng sống. Quách Phá Lỗ tại Tương Dương Thành cầm trong tay Đồ Long Đao rực rỡ hào quang, người người đều ao ước. Quách Tường có được Ỷ Thiên kiếm là thần binh cùng tề danh với Đồ Long Đao, đương nhiên sẽ kích động quần hùng. Cho nên sau khi thành Tương Dương bị phá, Quách Tường chắc chắn sẽ phải đối mặt tứ phương truy sát. Lúc đó võ công của Quách Tường cũng chưa đại thành, thỉnh thoảng sẽ phải hứng chịu trọng thương rất nặng, nguyên khí thương tổn, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi thọ về sau. Tiếp theo một nguyên nhân quan trọng đó chính là nội công. Chúng ta đều biết trong Xạ Điều Tam Bộ Khúc có 2 tuyệt thế bí tịch, một là Cửu Âm Chân Kinh, còn lại là Cửu Dương Thần Công. Ở phương diện tu luyện, hai loại nội công này đều là trăm sông đổ về một biển. Cảnh giới tối cao đều là âm dương cùng tồn tại. Nhưng là trong quá trình tu tập thì lại khác, Cửu Âm Chân Kinh mở đầu là âm nhu, mà Cửu Dương Chân Kinh mở đầu thì là dương cương. Quách Tường thuở nhỏ tu luyện thì là theo con đường nội công tương đối âm nhu, về sau có được một chút tàn khuyết từ Cửu Dương Thần Công. Đối với hai loại nội công tâm pháp, Quách Tường đều chưa có được bản công pháp hoàn chỉnh, đều không có được cảnh giới tối cao của tâm pháp. Bởi vậy Quách Tường tu luyện về sau, một âm một dương hai loại nội công phát sinh xung đột kịch liệt. Ngay từ đầu nội lực còn chưa đạt tới cực đỉnh, càng về sau càng xảy ra xung đột, dẫn đến tổn thương nội tạng và nguyên khí, tuổi thọ theo đó cũng giảm dần. Điều cuối cùng cần phải nhắc đến đó chính là Trương Tam Phong xuất gia thành đạo sĩ. Công pháp tu hành chính là đạo gia võ học, chú trọng dưỡng sinh, mà Quách Tường xuất gia làm ni cô. Lý niệm võ học của hai người cũng rất khác biệt, mà thái độ đối với cuộc sống cũng là một trời một vực.
Quách Tường tụ tập cả hai loại võ công mà đều là bản không đầy đủ, dẫn đến xung đột. Còn Trương Tam Phong đều là tu luyện theo một đường lối cơ sở nội công của Cửu Dương, về sau phát triển thành thuần dương vô cực công. Ở đây là thuần dương không hề đối nghịch, càng luyện càng hưng thịnh. Lại nói Quách Nữ Hiệp đi khắp thiên hạ tìm không thấy Dương Đại Hiệp, đến năm 40 tuổi bỗng nhiên đại triệt đại ngộ, liền xuất gia làm ni, về sau đã khai sáng Nga Mi. Mà Phật gia có 7 khổ, tức là sinh lão bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc. Quách Tường mặc dù vô sân vô tăng, nhưng chính là không thể thoát khỏi ái biệt ly cầu bất đắc, vẫn là không thể thoát khỏi trái buộc trói buộc của ái tình. Khi Trường Tam Phong sáng lập võ đàng, bồi dưỡng được võ đàng thất hiệp về sau, thì hàng năm đều muốn tự bế quan trong một sơn động hoàn cảnh ưu nhã, không khí trong lành lâu đến 9 tháng, chỉ có 3 tháng còn lại để xử lý tục vụ. Trong chuyện có viết, nơi mà Trương Tam Phong bế quan tĩnh tu là tại Hậu Sơn, sâu trong rừng trúc. Tu hoàng tùm bóng cây xanh rậm mát khắp nơi trên đất, ngoại trừ ngẫu nhiên nghe tiếng chim, đúng là một chút âm thanh cũng không thấy. Trên bàn chỉ có một ấm trà, dưới mặt đất một cái bồ đoàn, trên vách treo một thanh kiếm gỗ. Ngoài ra cũng chẳng có gì cả, trên bàn dưới mặt đất tích đầy tro bụi. Thật là tổ sư của phái võ đang lại chủ động rời xa trần thế ồn ào náo động, chỉ ăn rau quả uống nước suối, tu luyện võ công là quyền thuật dưỡng sinh Thái Cực Quyền. Khó trách khi Trường Tam Phong vào lúc 100 tuổi có thể một trưởng đả bại Lộc Trưởng Khách, treo lên bình hiệp thủy giữa mây trôi nước chảy giải cứu Chu Chỉ Nhược. Còn nói đến Quách Tường thì đối với Dương Quá tưởng niệm cực kỳ hào phí tâm thần, hồng nhan xa tương tư khổ, kỳ phiền ý nan tương phó, 10 năm tình ý trăm năm độ, bất chạm tương tư bất nhẫn cố. Quách Tường từ 16 tuổi đến 40 tuổi xuất gia, trọn vẹn tưởng niệm 24 năm. Xuất gia về sau ước chừng vào lúc 60 tuổi liền qua đời. Bởi vì nỗi khổ tương tư mà sớm qua đời, không chỉ một mình Quách Tường. Trong tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ phái cổ mộ, tổ sư Lâm Triều Anh cũng là một người như vậy. Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương thường mến nhau, lại không cách nào đi đến đại diện thành hôn, cả ngày đều sầu não uất ức, cố phụ như hoa. Thế là cũng rơi vào ràng buộc ái biệt ly cầu bất đắc, từ đó buồn rầu quá độ dẫn đến hương tiêu ngọc vẫn. Có lẽ là bởi vì không muốn để cho môn hạ đệ tử đi vào vết xe đổ của mình, Lâm Triều Anh đã lập xuống môn quy, môn hạ của phái cổ mộ không được rời đi khỏi cổ mộ, trừ phi là có người cam nguyện chết vì mình. Không chỉ có như thế, Lâm Triều Anh còn tự chế ra một môn nội công tâm pháp đặc biệt, Cường Điều Thập Nhị Đa Thập Nhị Thiếu, mục đích chính là để người tu luyện bài trừ tâm tư tạp niệm. Suy nghĩ nhiều thì thần lười biếng, đa niệm thì tinh tán, đa dục thì trí tổn hại, đa sầu thì tâm nhiếp. Đến phần cuối tác phẩm Thần Điêu, tiểu long nữ đã chờ đợi Dương Quá dưới đáy cốc được 16 năm. Nếu đổi lại là Quách Tường, khả năng đã sớm biến thành một đống xương khô dưới Tuyệt Tình Cốc. Trong chuyện viết, khi Dương Quá thả người nhảy xuống vách núi, phát hiện tung tích tiểu long nữ, lần nữa trùng phùng về sau thì ngạc nhiên phát hiện tiểu long nữ không chỉ có giải trừ kịch độc trong cơ thể, mà lại dung nhan không thay đổi, ẩn ẩn còn càng thêm xinh đẹp. Tiểu long nữ lớn hơn Dương Quá mấy tuổi, nhưng nàng thuở nhỏ của mộ đi theo sư phụ tu tập nội công khứ trừ dục niệm. Dương Quá lại lịch luyện gian nan khổ cực, đại bi mừng rỡ. Bởi vậy đến khi hai người thành hôn đã giống như tuổi tác và diện mạo tương đương. Từ quá trình kinh lịch của tiểu long nữ có thể thấy được tâm tính cùng tâm trạng là ảnh hưởng rất lớn đến thọ nguyên. Điều này cũng có thể giải thích cùng là tu luyện Cửu Dương Thần Công, vì sao Trương Tam Phong càng già càng tinh thuần mà Quách Tường lại phải sớm qua đời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề kiếm hiệp Kim Dung được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn muốn theo dõi tiếp những nội dung như thế này hoặc là bàn luận về những câu chuyện liên quan đến kiếm hiệp Kim Dung thì bạn hãy vào group Thần Thoại Trung Hoa. Thì các bạn có thể đặt bất kỳ một câu hỏi nào liên quan thần thoại hay các vấn đề về Kim Dung mà các bạn mong muốn, cũng như là những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện mà các bạn muốn bàn luận. Tí mình sẽ để luôn cái link group ở trong cái phần bình luận và mình sẽ ghim lên đầu. Các bạn có thể tìm cái link group ở ngay cái trong cái phần mô tả của video này. Và đồng thời nếu như các bạn muốn coi tất cả những cái clip liên quan đến Kim Dung ở trong kênh mình thì các bạn hãy vào phần danh sách phát tìm đến mục kiếm hiệp Kim Dung. Thì ở trong đó có khoảng mấy trăm clip mình đã phân tích về kiếm hiệp Kim Dung rồi. Nếu như các bạn còn có những thắc mắc gì hoặc ý kiến gì thì các bạn hãy để lại dưới cái phần bình luận của video này thì mình sẽ cố gắng giải đáp và cũng như là thỏa mãn cái yêu cầu của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.